À, cái này bị hở điện à? Ừ thì laptop của mày là vỏ kim loại thì chả hở. Tao thấy máy mày con sao đâu, sờ thoải mái mà. Ừ đúng rồi. Nhưng mà vỏ của tao là vỏ nhựa. Tao tưởng vỏ nặng như nhau. Ừ, thế là bạn không biết à? Ôi bạn ơi! Ừ, tưởng như nào? Thế thì để tôi nói bạn nghe. Đầu tiên thì sẽ là các dòng laptop vỏ nhựa. Với các loại laptop vỏ nhựa thì thường sẽ có trọng lượng nhẹ hơn, và cái việc mà bắt wifi nó cũng sẽ tốt hơn so với các loại máy làm bằng vỏ bằng kim loại. Tuy nhiên thì laptop vỏ nhựa cũng có cái hạn chế là kém bền, dễ ngả màu và nóng máy. Vì vậy nên là khi mà anh em dùng cái laptop vỏ nhựa thì cần hạn chế để máy tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, rất dễ gây ra hư hại cho vỏ máy nhá. Còn chất liệu nhôm thì chúng ta thường thấy trên các dòng laptop cao cấp này, sang trọng. Ưu điểm của những chiếc laptop này thì thường khá là mỏng và cứng cáp, bền bỉ và có cái độ tản nhiệt hiệu quả. Cao cấp sang chảnh, vì vậy nên là giá thành sẽ cao hơn. Chắc chắn rồi, vì cái việc gia công máy sẽ khó khăn và tốn thời gian hơn nhiều. Bên cạnh đó thì do vỏ nhôm có đặc tính dẫn điện nên là rất dễ gây ra hở điện và gây giật như cái thằng bạn vừa rồi của mình. Tiếp theo là những dòng laptop có vỏ làm bằng magie hay là hợp kim magie. Những cái chiếc máy làm từ chất liệu magie hay là hợp kim magie thì giá thành sẽ khá là chát. Điển hình có thể kể đến các dòng như là Surface này hay là Lenovo ThinkPad X series. Điểm nổi bật của chất liệu này là siêu nhẹ, trọng lượng thì đâu đó chỉ bằng 2/3 so với máy làm từ chất liệu nhôm. Và một cái loại cuối cùng nữa là vỏ được làm bằng nhựa, tuy nhiên thì mặt lưng được làm bằng kim loại. Với cái dòng laptop vỏ nhựa nhưng mà mặt lưng bằng kim loại thì đây là một cái ý tưởng rất là độc đáo của nhà sản xuất, khi vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo nên độ sang trọng và cứng cáp. Khi dùng những chiếc máy này thì anh em phải cực kỳ nâng niu vì phần lưng rất dễ xước và trọng lượng thì khá là nặng, sẽ gây khó khăn khi di chuyển. Đây cũng là nhược điểm của những chiếc máy này. Đấy, cái cơ bản thì có những loại vỏ như thế đấy. Bạn nắm được chưa? Thì cũng hay đấy, nhưng mà không quan trọng với tôi lắm. Tôi cứ thấy nó đẹp là được rồi. Nani? Omae wa mou shindeiru.